Chào bạn, tôi là luật sư Đỗ Đăng Khoa, là tác giả của cuốn sách Cẩm nang mua bán nhà, pháp lý chiêu trò và mưu kế. Vâng, mua nhà ở xã hội thì có những cái rủi ro nào? Chỉ khi bạn nhận diện chính xác những cái rủi ro thì bạn mới có cơ sở để quyết định là mua hay không mua và biết được làm cách nào để ngăn ngừa hạn chế cái rủi ro. Và bây giờ thì tôi trả lời giúp cho các bạn. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đi vào 6 cái rủi ro khi mua nhà ở xã hội. Tôi đã phải chắt lọc từ thực tế cũng như là quy định của pháp luật để chia sẻ cho các bạn. Cái rủi ro thứ nhất đó là cái rủi ro là nộp hồ sơ nhưng mà bốc thăm thì không trúng. Bởi vì chúng ta biết được là cái số lượng nhà ở xã hội hiện nay thì bán ra các cái dự án mà đủ điều kiện để bán thì rất là ít. Nhưng mà trong khi đó thì cái số lượng đối tượng những người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì rất là nhiều. Do vậy là cái tỷ lệ gọi là bốc thăm trúng thưởng này nó rất là thấp. Thì như một cái ví dụ điển hình trong năm 2023 thì đã có 1.300 người đã tham gia bốc thăm mua 149 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Như vậy là chúng ta biết là phải hơn 1.000 người là chuẩn bị hồ sơ rồi tất cả mọi thứ mang rất là nhiều công sức nhưng mà là bốc thăm không trúng cho nên là không được gì cả, đúng không ạ? Rủi ro số 2 đó là nộp tiền đúng hạn nhưng mà giao nhà thì lại trễ hạn. Bởi vì chúng ta biết được là nhà ở xã hội thì đối với hầu hết các cái trường hợp thì khi đủ điều kiện là xây xong móng theo quy định thì là đã chào bán rồi. Đấy, và lúc đó thì người mua nhà phải nộp tiền theo tiến độ để cho chủ đầu tư xây cái nhà ở xã hội. Do vậy là cũng thực tế rất nhiều trường hợp là tiền thì nộp đúng hạn theo hợp đồng nhưng mà nhà thì lại giao trễ hạn theo hợp đồng. Trường hợp thứ ba, đó là gì? Đó là nhận nhà vào ở nhưng mà nhiều năm thì chưa có sổ đỏ. Đó, thì thực tế cái này cũng giống như là nhà ở thương mại thôi. Có những cái dự án nhà ở xã hội thì cũng có một số những cái vấn đề nó về ví dụ như là về quyền sử dụng đất hay là về xây dựng mà dẫn tới cái trường hợp là bị chậm trễ trong cái việc là cấp sổ đỏ. Như vậy là nó cũng có rủi ro là nhận nhà vào ở nhưng mà sổ đỏ thì lâu lâu mới lại có. Đó, thì đó là ba cái rủi ro thuộc về dự án. Còn tiếp theo đến cái rủi ro coi như là cái rủi ro hoặc là cũng có thể hiểu đó là cái hạn chế. Cái hạn chế của nhà ở xã hội so với cả mua nhà ở thương mại đó là nhà nước quy định là thứ nhất đó là trong thời hạn 5 năm tính từ ngày mà trả đủ toàn bộ cái tiền mua nhà ở xã hội đó thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý hoặc là những cái người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội với cái giá nhà ở xã hội. Đấy, như vậy là chỗ này là bị cái hạn chế, đúng không ạ? Hạn chế trong vòng 5 năm là như vậy. Còn sau 5 năm đó, thì sao? Nếu như là sau 5 năm thì cộng với cả có sổ đỏ thì mới được bán lại theo cơ chế thị trường. Nhưng mà lúc này lại phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập đấy, theo quy định của pháp luật. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy được là chỉ sau 5 năm thì mới có thể là tự do bán cho ai cũng được và theo giá nào cũng được, gọi là thuận mua vừa bán. Nhưng mà khi đó thì lại phải nộp cái tiền sử dụng đất được tính tại cái thời điểm mà các bạn bán nhà. Và như vậy thì cái tiền sử dụng đất khi đó thì với cái số tiền sử dụng đất là bao nhiêu thì cái con nó vẫn là dấu hỏi nên là chưa biết được. Do vậy là chúng ta thấy nó cũng có cái rủi ro ở chỗ này, đúng không ạ? Và cái có thể nói là cái rủi ro thứ 6 đó là gì? Đó là rất là nhiều những cái trường hợp là hiện nay là có nhiều người mua bán nhà ở xã hội nhưng mà ví dụ như là lách luật, không đủ các cái điều kiện để mua nhưng mà tìm mọi cách để lách luật rồi nhờ người khác đứng tên hoặc là tạo ra những cái điều kiện giả tạo để lách để mua nhà ở xã hội hoặc là mua đi bán lại trong cái thời hạn mà không được bán ấy, đúng không ạ? Hoặc là bán thì phải bán đúng đối tượng thì lại bán lại cho người khác hoặc là bán không cho người không có đúng đối tượng. Thì tất cả những cái vi phạm phổ biến này thì có một cái rủi ro rất lớn. Đó là gì? Hợp đồng thuê mua bán nhà ở xã hội thì sẽ không có giá trị pháp lý và phải giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội.
Đấy, tóm lại thì nếu như là vi phạm pháp luật ở trong cái gọi là cái thời gian hay là trong cái việc là thuê mua nhà ở xã hội thì những cái hợp đồng, những cái giao dịch mua bán đấy nó không có giá trị pháp lý, hay nói cách khác đó là nó vô hiệu, và nó đã bị vô hiệu như vậy thì sẽ buộc cái chế tài là phải trả lại nhà ở xã hội cho gọi là đơn vị quản lý dự án. Thì đó là tôi tổng kết giúp cho các bạn nhận diện rõ 6 cái rủi ro cơ bản của việc mua bán nhà ở xã hội. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nhà đất thì nên tìm đọc cuốn Cẩm nang mua bán nhà, pháp lý, chiêu trò và mưu kế. Cuốn sách này thuộc top sách bán chạy nhất trên Tiki nên tôi muốn trao cho bạn. Đường link đăng ký sách ở phần mô tả video, số lượng sách có hạn nên là bạn đăng ký ngay, may mắn thì còn sách. Chúc bạn may mắn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.